Xin chào cả nhà, lại là Hạnh đây. Vẫn tiếp nối video cuối tuần của Hạnh và Hạnh đã quay trở lại. Thực ra cũng không hẳn là một cái video mà Hạnh tính làm ngay bây giờ. Chỉ đơn giản là dạo gần đây mình có một cái sở thích, đó là mình mở lại những cái kỷ niệm cách đây 1 năm, 2 năm về trước, mình xem là wow, đã điều, có điều gì xảy ra, hoặc là có một cái tư tưởng nào của con bé Hạnh cũng 1 năm về trước, 2 năm về trước, là một trong những cái thời điểm mà nó đã khiến cho bản thân của mình thay đổi rất là nhiều. Không liên quan, nhưng mà có thể là hiện tại mọi người nghe cái giọng của Hạnh nó sẽ còn hơi khàn, tức là Hạnh cũng chỉ đang trong quá trình hết bệnh, còn một chút mệt mỏi và một chút khàn tiếng. Cái lý do tại sao mà nó 2-3 ngày, nó mới diễn ra tới 2-3 ngày mà nó chưa hoàn toàn hết, là đơn giản là mình tham công tiếc việc, mình thì có thể nói Hạnh là một người khá là yêu công việc, tức là một trong những thứ mà giúp cho Hạnh rất là mệt đó là công việc, nhưng mà một cho và cái thứ mà khiến Hạnh có rất là nhiều năng lượng nó cũng là công việc luôn. Tức là cái thứ khiến cho bạn mệt đi cũng là cái thứ khiến cho bạn có nhiều năng lượng hơn để bạn xài nó để bạn mệt đi. Ok. Và như Hạnh nói là cái quy tắc trong cuộc sống nó đi song hành với hai cái với nhau, đó là cái khiến cho bạn trở nên có vẻ tệ hơn và cái khiến cho bạn trở nên tốt hơn. Hai cái đó, cái thế giới của chúng ta sẽ luôn song song hai cái đó. Có vui thì có buồn, có mệt thì có khỏe, có tất cả mọi thứ. Và cái cách mà mình nhìn nhận nó như thế nào để mà có thể nhận diện được nó, để mà mình có thể cân đối được nó là hết sức quan trọng để cho để chúng ta có thể bước vào đời sống một cách vững vàng hơn. Thì đó là cái quy tắc mà đó là cái nguyên lý chứ không phải quy tắc của chính Hạnh, mà đó là cái nguyên lý mà Hạnh nhìn ra trong cái cuộc sống này, Hạnh vận hành dựa trên cái cuộc nhìn ra trong cái cuộc sống này nó đang vận hành dưới nhiều hình thức và nhiều tên gọi khác nhau để Hạnh dùng nó, Hạnh sử dụng cho chính bản thân của Hạnh, và đó chính là nguyên lý, đó là cái chân lý mà Hạnh thấy được. Và Hạnh sử dụng nó, và Hạnh sử dụng cho Hạnh có thể linh nó được nhiều cái khác nhau dưới cái độ chiều sâu mà Hạnh có thể nhìn nó dưới nhiều tên gọi khác nhau. Nghe nó hơi trừu tượng nhưng mà ok, chúng ta sẽ quay lại về cái câu chuyện mà thực ra là lúc đầu Hạnh cũng không tính, không biết nên nói gì đâu. Tại vì Hạnh thấy một cái video của Hạnh quay cách đây 1 năm, video mà Hạnh đang lái xe. Thực ra lúc đó Hạnh đang chở mẹ Hạnh đi công chuyện. Hạnh đã có một cái khoảng thời gian khi mà về quê hơn 1 năm hả? Tầm 1 năm rưỡi, mà nhiều người vẫn lúc đó trong thời điểm đó có rất là nhiều người ở Phan Thiết. Khi mà họ gặp Hạnh, Hạnh nói, ủa Hạnh từ mới ở Sài Gòn mới về hả? Tại vì trong mắt của họ, Hạnh là một người rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều nhiệt huyết. Cho nên là họ không nghĩ là một đứa như Hạnh với cái tính cách như Hạnh không thể nào mà ở quê cả năm được, mà đâu đó Hạnh sẽ ở Sài Gòn. Nhưng mà nó có thể là một cái thời gian mà stop, tức là dừng lại mọi thứ để mình có thể tập trung cho chính mình. Thì cái khoảng thời gian tập trung cho chính mình là một người cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc enjoy với cái sự tự do đó. Và sau đó mình mới tái tạo năng lượng và mình lên lại Sài Gòn. Dĩ nhiên trong giai đoạn đó nó luôn song hành với sự đau khổ. Về một cái mà Hạnh đã nói trong những cái video trước của Hạnh, đó là cái sự vụn vỡ. Tức là mình bước qua sự vụn vỡ và mình tạm biệt nó để mình trở thành một con người mới. Đó là một cái giai đoạn mà gần đây nhất Hạnh vừa trải qua luôn. Tức là trong cái quá trình bị bệnh, Hạnh đã khóc rất là nhiều. Hạnh khóc bởi vì Hạnh có những cái sự cố trong cái mối quan hệ, trong cái cuộc sống á, nó khiến cho mình đặt ra câu hỏi và mình hoài nghi liệu cái quyết định của mình nó là đúng hay là sai, và tại sao nó lại xảy ra cái sự cố đó, và mình không hiểu, mình không có biết cái sự cố đó tại sao nó lại có luôn. Không phải không biết, có nghĩa là nó bỗng nhiên cái thông tin nó đến với mình mà mình chưa có đủ dữ liệu để mình kết luận được rằng là điều đó tại sao nó lại như vậy, nó xuất phát từ đâu. Bởi vì cái nguyên nhân gây ra cái sự kiện đó không nói rõ cho Hạnh biết là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Nhưng mà dẫu như thế nào thì mình cũng không phán xét những cái điều mà mình trải qua nó là đúng hay là sai, mà là mình đưa ra những cái quyết định, dù nó có đúng, nó có đầy đủ dữ liệu hay không, thì mình vẫn sẽ đưa cho mình một cái quyết định nào đó để giúp cho bản thân của mình thay đổi. Và mình quyết định là mình thay đổi đó bằng việc mình tự giả nó, tức là mình trở nên trưởng thành hơn khi mà mình gặp những cái sự cố đó. Cái việc mà Hạnh trưởng thành nhiều, nó sẽ thường có thể đôi khi nó sẽ dài khoảng tầm một đêm, hoặc là một cái khoảng thời gian, hoặc ngay trong một cái buổi đó, khi Hạnh
tạo chào tạm biệt con người cũ và hạnh trở nên mới hơn. Khi mà mọi người gặp hạnh trong cái lúc mà hạnh vui tươi á, thực ra là có thể là tùy cái sở thích của bạn, tại vì hạnh là một người từng học qua cái ngành life coach mà dựa trên cái ứng dụng của công cụ Map for Success là nhân số học, thì hạnh sẽ giải nghĩa nó dựa trên cái mà hạnh đã học và hạnh áp dụng được thành công nha cả nhà. Tức là hạnh dùng nó để hạnh xây dựng lại các mối quan hệ cả tình cảm giữa hạnh và người yêu của hạnh. Tức là hai tụi hạnh thực ra đáng lẽ nó đã kết thúc cuộc chuyện tình này rồi, nhưng mà bây giờ nó rất đắm say mối quan hệ của hạnh và gia đình người yêu của hạnh. Mối quan hệ của hạnh với chính mình là một cái rất là quan trọng, và mối quan hệ giữa hạnh với những người xung quanh, cách mà tại sao hạnh lại có thể ứng xử được với mọi người như vậy. Và cái điều mà nó khiến cho hạnh bị tác động là bởi vì hạnh hạnh cũng như tất cả mọi người luôn, hạnh cũng đang trên hành trình như tất cả mọi người. Hạnh đang học cách tự training cho cái cuộc đời của chính mình, giống như hạnh đang học cách trở thành một cái người life coach cho chính cuộc đời của mình kia đã. Và có nhiều khi nó thành công, có nhiều thành công dựa trên một cái sự kiện nhất định, và có nhiều khi nó vẫn thất bại như thường, và thất bại nhiều hơn cả thành công là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà có một cái đặc điểm là mỗi khi nó thất bại, mình nhìn vào nó mình cảm thấy wow, mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều, bởi vì mình nhìn được bài học luôn. Có cái vấn đề khác giữa bạn và hạnh có thể là khác nếu bạn chưa học về kỹ năng khai vấn và những cái kỹ năng liên quan tới con người, thì có thể bạn sẽ khó nhìn ra vấn đề của bạn để bạn điều chỉnh hàng ngày và bạn sửa chữa, và bạn cũng chưa chắc là bạn hiểu về chính bản thân của mình luôn. Thì hạnh có học qua cái công cụ về con người, thì dĩ nhiên hạnh nhìn dưới các góc độ đó, thì khi có sự kiện xảy ra thì mình vẫn có thể tự điều chỉnh mình được, và mình có cái khả năng tự chữa lành những tổn thương của mình để mình bước qua những sự kiện đó và mình trưởng thành hơn. Và chính những cái việc mình có khả năng tự bước qua những cái sự kiện đó thì nó giúp cho hạnh có cái kỹ năng là bản thân của hạnh có thể giúp đỡ được người khác khi họ có nhu cầu được hạnh giúp đỡ. Nó phải rõ ràng như vậy nha. Còn nếu mà họ không có nhu cầu được hạnh giúp đỡ thì hạnh cũng không thể giúp đỡ được ngay cả chính người khác luôn, chứ đừng có nói gì tới hạnh những người mà họ thật sự là những cái life coach, những người họ học bài bản mà họ có khả năng làm cái điều đó thì cũng chưa chắc giúp đỡ được cái người mà họ không có nhu cầu nha cả nhà. Phải có nhu cầu và cái sự tương tác nó mới tạo ra kết quả. Dĩ nhiên nó phải có cái tính hành động, không ai mà không hành động mà không có tạo ra kết quả hết á. Rồi lại dài dòng quay lại câu chuyện của hiện tại, thì cái việc mà hạnh bye bye con người cũ đó nó giúp cho hạnh trưởng thành trong nhận thức rất là nhiều, và cái điều đó nó cảm thấy hạnh rất là vui luôn á. Tại vì khi mà hạnh coi lại cái video cách đây 1 năm á, nó có những cái mà hạnh đã kể cái câu chuyện mà cách đây của nhiều năm trước, tức là có những cái sự cố trong cái cuộc đời của hạnh, một cái sự cố rất là lớn về cái tính máu chiến, về cái sự về cái việc mà theo đuổi đam mê, theo đuổi nghĩ là đó là cái sự nghiệp của mình hay gì đó, và mình mất một khoản tiền rất lớn, hoặc là mình có những cái dự kiện, nói chung là có những cái điều mà mình thất bại trong cuộc sống á, thì mình cảm thấy nó rất là tệ, và mình phải mất tới tận 6 năm, 6 tới 7 năm để mình học cái cách, không phải 6 tới 7 năm để tha thứ cho chính mình thì chưa, mình chỉ mất mất vài năm để mình tha thứ cho chính mình, tha thứ cho cái lỗi lầm đó của chính mình, và mình học cái cách là học cái bài học đó để mình không mắc cái lỗi đó nữa, và mình đi tìm cho mình cái con đường khác, xem có còn có con đường nào nó hợp hơn cho mình hay không. Tại vì hạnh không phải là một đứa mà va vào đời là đã có thể tìm được cái gì đó nó hợp với mình, mà hạnh là một kiểu người đã trải qua rất là nhiều công việc, dĩ nhiên nó lại là liên quan tới những công việc liên quan tới dịch vụ, mình trải qua rất là nhiều cái dạng tính chất công việc, cái dạng 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 công việc, nhưng mà nó đều là phục vụ hết, dịch vụ hết, thì nó khiến cho mình trở thành mình của bây giờ, và mình đi đúng một vòng xong rồi mình, như hạnh đã nói á, là mình mới tìm ra được cái công việc, cái ikigai trong cuộc sống của hạnh, đó là cái công việc về đào tạo, về training, về huấn luyện viên, nó là liên quan tới training. Thì sau này khi mà mình mở công cụ ra thì mình biết lý do tại sao cái công việc này nó phù hợp với mình và nó còn đem lại thu nhập cho mình nữa. Thì quay lại là mình đã thay đổi rất là nhanh nhờ mình có thể định hình được chính mình. Tức là
Hạnh càng hiểu Hạnh nhiều tới đâu thì Hạnh càng quản trị cảm xúc của Hạnh được nhiều tới đó. Hạnh càng học được cái bài học trong cuộc sống của chính mình ở cái góc định, ở cái góc độ sâu hơn và hiểu hơn. Và trong cái quá trình mà Hạnh transform con người bên trong chính mình nha, nó khác với transform body, mà là transform tức là chuyển đổi cái con người bên trong chính mình ấy, thì Hạnh còn có thể nhìn thấy được bài học của đối phương, bài học của người khác, và có thể nhìn ra được là người này còn chuyển đổi cái gì, và người này và người này còn thấy người còn chuyển đổi cái gì, và bài học của họ đến từ đâu luôn. Tức là mình vừa học trong bài học của chính mình mà mình vừa học cái bài học của người khác luôn. Thì Hạnh bẩm sinh ha, cái tiềm năng của Hạnh bẩm sinh, Hạnh có khả năng làm được điều đó. Và trước đây Hạnh làm nó một cách vô thức, còn bây giờ Hạnh làm nó một cách vừa vô thức vừa có ý thức, tức là song hành với nhau. Có đôi khi Hạnh cố ý làm nó để giúp cho một ai đó họ transform con người của họ, và có khi Hạnh không, Hạnh vô tình để giúp, như giống như sao ta, vừa vô tình vừa hữu ý để làm cái điều đó để giúp cho họ thay đổi. Thì đợt vừa rồi Hạnh có làm, khi mà Hạnh ngẫm nghĩ lại thì Hạnh có làm cái điều đó, nên Hạnh có làm điều đó. Như tuy nhiên thì cái giá của việc đóng vai ác, cái giá của việc đóng vai ác và cái giá của việc làm điều đó, nó khiến cho mình rơi vào cái trường hợp mình phải trả một cái giá bù trừ qua lại, thì nó sẽ hơi bị gặp vấn đề một chút xíu về cái giao tiếp và mối quan hệ. Vậy thôi, đó, anh chỉ có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện về tới đây thôi, để có cả nhà hình dung là bất cứ sự thay đổi nào, kể cả bạn giúp cho bản thân mình thay đổi hay kể cả bạn hỗ trợ chuyển đổi cho người khác, thì đều luôn có một cái giá song hành. Chỉ có điều là bạn có đủ năng lực hoặc bạn có đủ sự dũng cảm để bạn đón nhận nó hay không, để bạn trả cái giá nó hay không. Thì tất cả mọi thứ, tất cả cái sự lựa chọn và tất cả những cái gì mà bạn quyết định và bạn làm và bạn nói, nó đều phải có một cái giá đi kèm cả. Thì đó là cái bài học mà Hạnh học được, rất là sâu luôn, rất là sâu luôn. Nhưng mà Hạnh cảm thấy nó rất là vi diệu về cái quay lại về cái nhân số á, là bởi vì cái sứ mệnh đó cả nhà. Tối qua Hạnh cầm cái cuốn map trên tay, tự nhiên Hạnh thích đọc map. Hạnh có thể chọn một cuốn sách, nhưng không, hôm nay Hạnh thích, hôm qua Hạnh thích đọc map. Hạnh mở nó ra và Hạnh đọc được một cái câu là à, đường đời là cái con đường mà bạn phải đi, nhưng sứ mệnh là cái mà bạn phải làm cho người khác. Có những người họ không sống ở đường đời nhưng mà họ lại sống ở sứ mệnh, tại vì cái năng lực, cái năng lượng đó nó khiến bạn phải làm điều đó. Giống như việc là bạn không thể nào, bạn không thể nào mà không ở một mình. Bạn thích cái cảm giác được ở một mình, bạn thích cái cảm giác được chiêm nghiệm và sau đó mình chia sẻ cho người khác lý do tại sao bạn lại thích cái cảm giác đó. Dù cái việc chia sẻ nó không đem lại cho bạn một xu tan các bạc nào, nhưng mà bạn vẫn thích làm cái điều đó, bạn vẫn thích cho người ta cái lời khuyên này kia. Tại sao bạn vẫn thích làm điều đó? Điều gì nó xảy ra, đôi khi nó làm mỏi sứ mệnh. Hoặc là bạn thích làm những cái gì, điều gì đó thật là lớn lao bay bổng, nó không còn là ở trong gia đình của bạn nữa mà bạn phải bay ra ngoài thế giới, bạn muốn giải cứu thế giới, bạn muốn giải cứu nền giáo dục thế giới. Giống như ghệ cũ của mình, nó là một gã như vậy, rất là điên, rất là bay bổng. Nhưng mà bởi vì hắn ước mơ như vậy, với cái sứ mệnh hắn như vậy và hắn ước mơ như vậy, cái linh hồn bên trong của hắn khao khát như vậy, cho nên thành thử ra là nghe thì có vẻ là viển vông, như kiểu là anh muốn thay đổi thế giới, nhưng thực tế thì hắn đã góp một phần thay đổi thế giới, bởi vì hắn chính là một cái người góp phần thay đổi cái tư duy của Hạnh để Hạnh có thể ngồi đây Hạnh truyền đạt cái này cho mọi người. Mọi người hình dung không? Thì cái sứ mệnh của hắn nó là như vậy, nó khiến cho hắn trở nên bay bổng, bay luôn ra ngoài thế giới và vượt qua khỏi các nguyên tắc của gia đình luôn, một cái gia đình cực kỳ truyền thống luôn, mà lại có một thằng con trai rất là phá, nó rất là quậy phá. Sau cái cơn quậy phá thì nó rất là bứt phá mà nó bay ra nước ngoài lập nghiệp luôn. Người hình dung không? Hoặc là bạn sẽ cảm thấy là đến một cái giai đoạn nào đó bạn lớn lên, bạn chỉ muốn đi giúp người thôi. Bạn ví dụ như là cái chuyện tiền bạc nó đến với bạn là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là nó không cần quá nhiều, nó cũng ít thì dĩ nhiên không
ít thì dĩ nhiên nó rất là khổ đó mà cả nhà. Thì cuộc sống này chúng ta vẫn thiên về cuộc sống, nó phần vật chất và cơ thể này cũng còn vật chất mà, đúng không? Nhưng mà cái điều mà khiến cho bạn hạnh phúc là đơn giản là bạn cho một cái đứa trẻ một cái điều gì đó mà wow, bạn cảm thấy hạnh phúc quá vì nó biết ơn những cái điều bạn làm, hoặc là bạn có tài chính để bạn đi. Ví dụ như giống như Hạnh sau này, nếu mà Hạnh thật sự nhà Hạnh không có thích giao tiền bạc của Hạnh cho người khác đâu. Nếu mà Hạnh phải đi từ thiện á, nếu Hạnh làm từ thiện thì Hạnh muốn xuất phát từ tâm của Hạnh hơn là phải về hình ảnh, thì Hạnh sẽ là Hạnh luôn mong muốn là Hạnh sẽ là cái người trực tiếp đi tới những cái nơi đó để Hạnh làm cái điều đó, tại vì Hạnh thích sự kết nối. Nhưng mà trước đây Hạnh không có như vậy. Trước đây thì không, tại vì trước đây Hạnh còn đang loay hoay với việc để cần phải hiểu bản thân mình là ai. Nếu mà bạn không hiểu được cái bản thân mình là ai và bạn vẫn còn đi loay hoay, bạn đi lòng vòng á, thì tất cả những cái điều đó nó là một cái sự nó dùng cái từ gì ha, nó không hẳn là, đôi khi cũng chưa chắc là nó là một cái gì mà Hạnh không biết sử dụng cái từ gì cho đúng nhỉ. Sao tôi ngôn ngữ Việt Nam chán vậy? Nó là cái ngôn ngữ của Hạnh nhỉ. Nó là một cái gì đó, nó phải là cái sự vững vàng, cái sự nội tâm từ bên trong của bạn xuất phát ra để bạn có thể truyền được đúng cái năng lượng của bạn, năng lượng tức là cái cảm xúc của bạn bên trong để kết nối ra bên ngoài. Còn nếu như bạn thật sự bạn chưa hiểu về bản thân của bạn á, thì cái nét kết nối bên trong của bạn và cái kết nối giữa bạn với bên ngoài đôi khi nó không đúng cái tầng năng lượng. Và cái này phải đưa ra một cái ví dụ cho nó cụ thể. Ví dụ sao ta? Ví dụ như là... nó giống như gì nè? Ví dụ... thằng bé kia... nó nhà... ba mẹ nó bắt nó đi xin... xin tiền. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà thằng bé này nó có một cái biệt tài về ăn nói. Nhưng mà ba mẹ nó bắt nó đi xin tiền. Và nó thiếu... về cái mặt tài chính. Nhưng mà cái mà xã hội cho nó thì cũng chỉ là vài mẫu bánh mì và tiền. Và ba mẹ nó dạy cho nó là nó phải cần cái vật chất đó. Nhưng mà về thực tế thì cái tài năng bẩm sinh của nó là cái khả năng ăn nói và truyền đạt cảm hứng cho người khác về sau này khi nó lớn lên. Thì khi mà bạn không hiểu về bản thân của bạn, bạn không hiểu bạn sẽ là cái người có thể phát triển cái điều gì cho chính mình á, thì khi bạn gặp một cái đứa trẻ thì cái thứ mà bạn có thể cho nó chỉ là nằm ở cái mức là một cái bữa ăn qua bữa thôi. Còn khi mà bạn đã hiểu chính bản thân của bạn á, thì bạn gặp một cái đứa trẻ bạn sẽ nhìn thấy tiềm năng của nó. Có thể không hẳn là cái ví dụ này nó đúng với cái điều ý trước Hạnh nói, nhưng mà nó đang nói về cái việc là cho đi một cách đúng cái điều mà người ta cần ấy. Nó là một cái mà bản thân của bạn á phải thật sự vững ở bên trong, vững về cái việc thấu hiểu bản thân của mình ấy. Thì khi bạn gặp bất cứ ai, bạn muốn cho họ một cái điều gì á, thì bạn hãy sẽ cho, bạn sẽ biết cái cách cho đúng cái họ cần hơn. Ví dụ vậy thôi. Chà, kháng nước, uống miếng nước. Ok. Rồi. Hôm nay thực ra cái câu chuyện nó cũng chả có chủ đề gì mấy đâu, hơi lan man chút xíu nha, mọi người thông cảm. Nhưng mà chả qua là thấy cái video trước đó cho nên mình nhiều cảm xúc, và mình cũng cách một năm cho nên muốn chia sẻ cái điều này thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ nói tới một cái câu chuyện của một cái bạn mà mình lỡ mình comment, nhưng mà sau đó mình bận thi đấu mà mình không trả lời được bạn. Thì nếu bạn coi cái video này, bạn cũng có thể may ra có được cái câu trả lời đó hoặc không. Hoặc là mình sẽ làm một cái video khác đổi lại, như là bạn này đang đi tìm cái sự hạnh phúc. Bạn này cũng giống như mình trong cái giai đoạn là loay hoay giữa cái việc mà đi về quê. Bạn hiểu mà, về quê chữa lành. Một cái chủ đề rất là kiểu rất nhiều này nọ dạo này, gần đây mọi người hay sử dụng cái từ này. Về quê để chữa lành, về quê để ăn thô, ăn để có thể mà tịnh tâm, chữa lành và tìm cái niềm hạnh phúc. Bạn này thích sự bình yên. Mình không biết bạn số mấy nhưng mà không sao, thì mình đang nói tới những cái mình thấy thôi. Tìm cái sự bình yên cho cái việc là ăn chay. Đấy. Nhưng mà sau đó bạn phát hiện là cái cuộc sống này nó quá thiên về vật chất đi. Nó cần phải cơm áo gạo tiền.
Và bạn nhìn thấy là ba mẹ của bạn nếu mà lỡ họ đột bệnh đó, thì tiền đâu ra mà chăm sóc, là lại như vậy. Thì bạn mới quyết định bạn quay lại trở về cái cuộc sống cũ. Đó là một cái cuộc sống mà giống như Hạnh của trước đây, một cái cuộc sống mà luôn bị xoay bởi công việc, rất bận rộn. Bởi vì thường những cái người mà luôn bị xoay bởi công việc là những cái người mà họ cũng khá là cùng công việc, xoay bởi công việc nó cuốn bạn đi như thế này. Nhưng mà trung tâm của bạn thì không có. Đây là bạn, đây là trung tâm của bạn và đây là công việc. Nhưng mà trung tâm của bạn thì không có. Và đây là công việc. Và cuối cùng nó về. Trung tâm của bạn nó không vững và cuối cùng trung tâm của bạn và công việc nó như vậy. Và cuối cùng bạn không biết bạn là trung tâm hay công việc là trung tâm luôn. Bạn mất luôn. Bạn mất luôn chính mình ở trong đó. Vì vậy, bạn hãy có một cái thói quen của những người mà bị như vậy nè. Luôn đi tìm hạnh phúc. Luôn đi tìm hạnh phúc mà chả biết hạnh phúc đâu ra. Thế là phải chạy về quê một thời gian để nó bớt xoay đi, để cho nó đứng lại, đứng lại. Nó trung tâm và con người của bạn. Nó đứng lại giữa công việc và con người của bạn. Xem thử xem nào, ai mới là chính bạn? Đâu mới là bạn? Để tìm cái hạnh phúc đó. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó tách ra như thế này, chúng nó luôn cần có nhau, bởi vì công việc nó đem lại tài chính cho bạn. Nhưng mà con người của bạn nó cũng cần phải có đó để nó tồn tại. Và chúng nó luôn cần có nhau, nó tách ra và bắt đầu đây là tài chính của bạn này. Nó bắt đầu muốn chia tay với bạn hay là bạn phải níu kéo nó lại. Nhưng mà bạn không biết làm sao để cho nó quay giữa trung tâm của bạn. Bạn chỉ níu kéo nó lại và nó đang xen như thế này. Và bắt đầu nó xoay tiếp. Nó xoay và nó trở thành một cái mắt xích vùng quay như thế này. Và cuối cùng bạn bị rối ở trong cái đống đó. Và bạn không tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Bạn không thể nào tìm được cái giá trị cốt lõi của mình. Không biết mình ở đâu, tại sao mình lại ở đây. Và khi nào mình mới được bình yên và hạnh phúc. Đó chính là cái bài toán mà mình đã từng vượt qua. Còn bạn đó thì chưa làm được. Nhưng mà để mà một cái comment mình có thể giải nghĩa cho bạn đó lý do tại sao, làm cách nào để thoát ra cái này á. Nó là một cái câu chuyện mà mình với bạn đó phải ngồi với nhau để mình nhìn xem là cái khúc mắc của bạn đang đang nằm ở đâu, và mình phải đưa cái câu hỏi để bạn có thể trả lời được cái câu hỏi, cái câu trả lời của chính bạn. Tại vì cái thứ mà bạn thật sự mong muốn là cái gì? Tại vì nè, bạn muốn sự bình yên đúng không? Nếu người nhà xung quanh của bạn đổ bệnh thì nó còn bình yên hay không? Nếu bạn thân của bạn không còn một đồng tiền nào để sống thì nó có thật sự là bình yên hay không? Chúng ta phải thật thà với nhau nè. Bình yên trong cuộc sống này á, nó cũng phải có đi đôi với tài chính nữa. Phải ăn mới sống mới bình yên được chứ không má. Chứ không là yên cái gì ngàn thu an yên, tức là nằm đi luôn, thân xác đi luôn, đi bụi luôn á mới gọi là an yên. Tại vì thân xác này không cần đồ ăn để sống nữa. Mọi người anh dung mà. Và nó phải đi song hành với nhau. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể có được hạnh phúc và bình yên? Thì chúng ta phải hiểu bản thân của mình đã. Chúng ta phải hiểu bản thân của mình. Và cái trung tâm của chúng ta nó phải vững, nó như thế này. Thì guồng quay cuộc sống, dù nó có như thế này và nó xoay, nó đảo liên tục như thế này, nó cũng không nắm được kỳ một cái gì mà không bình yên của bạn ở trong đây để nó kéo theo và nó thành một cái gì. Họ hình dung không? Thế nên mọi rắc rối trong cuộc sống của chúng ta liên quan tới các sự kiện trong cuộc sống, nếu trung tâm của chúng ta không nằm ở đây, không vững, không hiểu về mình, không chắc và không nằm ở đây, không đứng yên, không ổn định, mất kiểm soát cảm xúc, đây, đây. Khi cảm xúc bị mất kiểm soát nó như thế này, khi tâm trí bị đảo lộn nó sẽ như thế này, và nó sẽ trở thành một cái đống rối nùi này, thì bạn gặp vấn đề chắc, thì bạn sẽ không thấy được hạnh phúc. Thế nên hạnh phúc nó luôn tồn tại ngay, hạnh phúc và bình yên luôn tồn tại ngay trong chính trung tâm của bạn, chính trung tâm của bạn và trong cái nội lực bên trong chính bạn. Bạn xây nó càng vững, bạn giúp nó càng ổn định, càng càng nằm ở đó, càng bình yên ở đó, thì tất cả các sự kiện xung quanh nó là như thế này thôi.
nó có nhiều hơn thì nó cũng như thế này thôi. Nó sẽ không đột nhiên bắt một cái gì điểm yếu của bạn đi ra. Đấy. Thì mình chả biết phải mô phỏng cái đó như thế nào, tại vì những cái điều mình nói rất là trừu tượng. Những cái điều mình nói nó phải khá là hình dung ấy, cho nên mình phải tự mô phỏng bằng hai bàn tay của mình. Không biết là mọi người có hiểu không, nhưng mà đại loại là như vậy. Thì cái bình yên của bạn á, nó nằm sẵn đó rồi á. Nó nằm sẵn đó rồi. Bạn có buông bồi nó hay không? Chứ không phải chúng ta chạy về quê để chúng ta chữa lành đâu ạ. Đợt vừa rồi Hạnh cũng muốn chạy về quê chữa lành lắm đó mấy má, nhưng mà thực tế là xe đông quá nên nó không chữa lành được. Mà nhiều khi về chữa lành thì chắc cũng chanh buồn, tại vì chữa lành mà đông người quá tôi cũng không muốn chữa lành. Tại vì kiểu con người Hạnh rất là private, Hạnh cần một cái không gian riêng, chứ không phải là Hạnh cần một cái nơi có thiên nhiên nhưng mà cực kỳ đông đảo. Nơi đó không thuộc về Hạnh, nơi đó không thuộc về Hạnh. Cái nơi thuộc về Hạnh chính là cái bên trong của Hạnh này. Hạnh chỉ cần một mình thôi, như thế Hạnh đã được chữa lành rồi. Tại vì Hạnh số 7. Ok. Lấy. Đầu tiên, Hạnh sẽ không cho bạn giải pháp đâu. Mà Hạnh cho bạn hiểu trước cái đó. Hạnh để cho bạn hiểu một phần cái việc mà bạn không thể nào hạnh phúc được và không thể nào bình yên được là tại vì cái gì cái đã. Bạn phải hiểu nó và bạn tập quan sát nó trước cái đã. Nếu bạn không quan sát được nó, bạn sẽ không nhìn thấy cái cách nó đang vận hành và nó khiến cho cái đầu của bạn trở nên rối tung lên. Bạn quan sát được nó, bạn mới biết cái điểm mù, cái vấn đề để bạn sắp xếp nó lại. Bạn củng cố cái trung tâm của chính bạn. Khi trung tâm của chính bạn nó được lành lặn, nó được giải quyết bằng những cái chữa lành. Trời ơi, cái này nó rất là dài dòng nữa, nó lại chữa lành nó lại là câu chuyện khác nữa. Thì, nhưng mà Hạnh có thể nói là thì mọi thứ nó sẽ được điều chỉnh một cách phù hợp hơn. Ok chưa? Thế nên đừng cố gắng đi tìm sự bình yên ở đâu đó ngoài kia. Ở đâu đó bằng những cái ngôn từ mà người ta nói là bạn phải cần một cái thế giới như thế này, thế này, thế này, thế này. Mà hãy nhìn vào bên trong. Đấy mới là câu chuyện quay lại bên trong. Tại sao người ta luôn nói là hãy nhìn lại chính mình, hãy sửa mình, hãy quay vào trong chính mình. Đó là bởi vì nằm ở những điều Hạnh vừa mới mô tả bằng hai cái bàn tay cho bạn đó. Ok chưa ạ? Và Hạnh đã nói xong cái video gần 30 phút rồi, nên Hạnh sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và Hạnh sẽ gặp bạn trong một cái video sớm hơn để chúng ta có thể nói về chữ lành nhá. Ok. Lại dài dòng nhưng mà Hạnh muốn nói như thế nào. Hạnh sinh ra không phải, à không, Hạnh đang nói Hạnh. Không ai sinh ra để giúp cho bạn hài lòng tất cả mọi gì, tất cả mọi thứ mà họ nói. Những gì họ nói mà không khiến cho bạn hài lòng á, thì hãy soi lại bản thân của bạn. Rồi. Và những cái gì á mà người ta dễ dàng thao túng bạn nhất là những cái nằm trong rất nhiều sự hài lòng mà người ta nói cho bạn nghe. Khi bạn nhìn thấy được cái mặt trái của hai cái điều trên, dĩ nhiên nó luôn có hai mặt nha. Đôi khi cái sự không hài lòng nó khiến cho bạn tổn thương nặng hơn và bạn không hồi phục được. Nhưng nếu bạn nhìn ra rõ, bạn đủ mạnh mẽ, cái đó nó phải đòi đủ mạnh mẽ nha. Nhìn ra rõ, nó là bài học rất đắt giá. Và ngược lại, những gì mà trong nó có vẻ ngọt ngào như đường, hoặc là đôi khi người ta nói mà bạn cảm thấy rất là thuận cái tai của tôi, đã nghe nó dừ cái nư tôi ghê. Đôi khi người ta có ý đồ bên trong, bạn cũng không biết được. Nhưng đôi khi bạn cũng cần những cái ngôn từ đó để giúp cho bản thân của mình vững vàng hơn. Vì vậy, làm cách nào để bạn phân biệt, tại vì cái sự khác nhau của nó nằm ở chỗ ý đồ đằng sau cái cách người ta sử dụng ngôn đó với bạn thôi. Vậy làm cách nào để bạn phân biệt được cái nào mới là cái ý đồ tích cực và muốn tốt cho bạn? Thì hãy quay lại câu chuyện
hiểu chính mình đi ạ. Chúng ta sẽ quay lại sau nhé. Bye bye cả nhà.